Đúng ngày ông công ông táo, 3 tuổi này, giàu bất thình lình, may hơn trúng số. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, vậy là chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là chúng ta sẽ bước sang một năm mới Tân Sửu 2021. Quãng thời gian ngắn ngủi nhưng lại vô cùng quan trọng. Và ai ai cũng cầu mong vận may sẽ đến với mình. Dù là không thể một bước trở thành đại gia thì cũng mong một cuộc sống hết nghèo, hết khổ. Cầu được ước thấy, xem tử vi 12 con giáp từ thời điểm này đến ngày ông công, ông táo có 3 con giáp có vận số cực kỳ may mắn, làm ăn vươn lên như diều gặp gió. Hung tinh biến hết, chỉ thấy tài lộc ùn ùn đổ về, khiến cuộc sống một bước thay đổi, ai cũng vô cùng bất ngờ. Vậy thời điểm từ nay đến ngày ông công, ông táo, 3 con giáp nào sẽ là những con giáp may mắn nhất được hưởng lộc trời ban? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát đi tìm hiểu xem đó là 3 con giáp may mắn nào. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Tuổi Thân. Chúc mừng tuổi Thân khi là con giáp may mắn đầu tiên được thần tài ưu ái, kiếm tiền dễ như trở bàn tay trong ngày ông công, ông táo. Tử vi ngày 23 tháng Chạp cho thấy người tuổi Thân sẽ ngập tràn niềm vui, tin mừng đầu tiên phải kể tới là chuyện tình cảm. Những con giáp yêu xa sẽ có cơ hội đoàn tụ với người thương. Tuổi Thân trong thời điểm này không chỉ được hồng loan soi chiếu mà còn nhận vượng khí từ thần tài. Bản mệnh trong ngày 23 tháng Chạp đều có sự gia tăng từ tiền bạc. Nhờ chăm chỉ cày cuốc trong giai đoạn này mà tuổi Thân gặt hái được thành quả không hề nhỏ. Cũng nhờ cục diện tài chính vững vàng, con giáp này có thể thoải mái chi tiêu, dư giả mua sắm. Thậm chí một khoản thu nhập lớn còn giúp tuổi Thân đẩy mạnh mục tiêu mua nhà, tậu xe. Tuy nhiên, tuổi Thân vẫn nên đợi thêm để tích lũy nhiều hơn, tăng cơ hội lựa chọn. Về phương diện tình cảm, người độc thân tuổi Thân được mai mối và sẽ gặp được chân ái của cuộc đời. Hãy nắm bắt cơ hội vàng để chinh phục đối phương trong tích tắc. Phần mệnh chi tiết từng tuổi Thân trong ngày ông công, ông táo. Thứ nhất, tử vi Mậu Thân 1968. Trong ngày này, tuổi Mậu Thân nên dành cho bản thân nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn. Những người lớn tuổi càng cần chú ý. Ngày hôm nay có điềm báo tuổi Mậu Thân có khoản hoạch tài lớn. Tuy nhiên, không nên mang tiền bạc của mình bỏ vào những trò cờ bạc, đỏ đen. Nên dành tình cảm cho gia đình, hãy tận hưởng những ngày tháng vui vẻ bên gia đình của mình. Thứ hai, với sự kiên trì của mình, cuối cùng thì có giáp tuổi Canh Thân cũng sẽ làm được điều mong muốn. Tài lộc cũng sẽ khởi sắc hơn, tiền bạc đổ về túi. Tuy rằng chưa quá nhiều nhưng cũng đủ để bản mệnh trang trải thêm cho cuộc sống. Dù là giáp Tết nhưng bản mệnh cũng không từ bỏ cơ hội Tết đến với mình. Hãy nhìn nhận thời thế nhanh chóng, không để vụt qua tay những cơ hội tốt. Tuy nhiên, nên chú ý dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, đừng quá chú tâm vào công việc mà không chăm lo tới sức khỏe của chính bản thân mình. Thứ ba, tử vi Nhâm Thân 1992. Bản mệnh được thần tình yêu che chở, nên chuyện tình cảm lứa đôi càng ngày càng mặn nồng, vợ chồng không còn những xung đột, mâu thuẫn như trước vì đã thấu hiểu nhiều hơn. Bản mệnh nếu còn độc thân thì sẽ có cơ hội gặp gỡ nhiều hơn những người khác phái. Cũng đừng nghĩ phải tìm được người mình yêu ngay trong số đó. Hãy thử tìm xem ai là người phù hợp với mình để làm bạn. Tình cảm sống như cái cây, cần thời gian để nuôi dưỡng. Có thể thời gian bên nhau, tìm hiểu về nhau sẽ khiến tình yêu lớn dần từ những rung động ban đầu. Đừng để bản thân hết lần này tới lần khác làm lỡ mất hạnh phúc. Để mọi việc đều phát triển một cách hanh thông và thuận lợi thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp đả thông năng lượng ngưng tụ Thiên, Địa, Nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi được những hung tinh, hóa giải những thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vòng sẽ giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài lộc,
cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. Tuổi Hợi. Chúc mừng tuổi Hợi là con giáp may mắn tiếp theo, bản mệnh sẽ được thần tài phát lộc, phân lên nhanh chóng trong ngày ông công, ông táo. Trong thời điểm này, tuổi Hợi nên tích cực tham gia các buổi xã giao, sự kiện hoặc tiệc tùng. Những mối quan hệ sẽ mang tới nhiều hoạt động, thương vụ làm ăn và cơ hội kiếm tiền dồi dào. Người tuổi Hợi không chỉ có quý nhân mà bản thân con giáp cũng rất có năng lực. Cộng thêm một chút may mắn ở cung tài lộc càng giúp tuổi Hợi phát tài. Một khoản tiền không nhỏ cũng sẽ đổ vào túi của tuổi Hợi nhờ thành quả từ những công việc tay trái. Song người tuổi Hợi cũng cần cảnh giác trước những đối tác đáng ngờ trước khi nhận lời làm ăn, cộng tác chung hay những quyết định cho vay mượn cần tìm hiểu trước đối phương để tránh bị lừa lọc. Đặc biệt trong ngày này, người tuổi Hợi là nữ sẽ nhận được một món quà từ người thân hoặc người yêu. Hành động này sẽ giúp tình cảm gia đình hay mối quan hệ yêu đương càng được củng cố vững chắc. Thứ nhất, tử vi tuổi Kỷ Hợi 1959. Xem tử vi phương Đông, tuổi Kỷ Hợi đang được quý nhân tam hợp, xe duyên, dẫn lối. Bởi vậy, nếu biết nắm bắt thời cơ sẽ có được những mối làm ăn thuận lợi. Bản mệnh có thể sẽ phải đối mặt với nhiều biến động trên con đường công danh, sự nghiệp. Có chính quan soi lối, có nhiều cơ hội để bản mệnh tìm được hướng đi mới, khẳng định năng lực của mình. Tuy nhiên, có điểm tiểu nhân vận khá vượng nên sẽ ảnh hưởng tới khả năng phát huy của con giáp. Bản mệnh chỉ cần sơ sẩy một bước là có thể sẽ đi tong hết bao nhiêu công sức trước giờ mình bỏ ra. Nên có kế hoạch tài chính rõ ràng để tránh việc chi tiêu lạm phát và những việc không cần thiết. Tình hình tài lộc vốn phải cực kỳ ổn định, nếu không biết tính toán trước sau thì không thể ổn thỏa. Thứ hai, tử vi Tân Hợi 1971. Người tuổi Tân Hợi có nhiều nỗi lo về chuyện tình cảm. Các cặp đôi đang trải qua giai đoạn khó khăn khi có quá nhiều khoảng cách trong suy nghĩ và quan điểm. Điều này sẽ khiến cho đôi bên không thể nhìn về một hướng. Bản mệnh nên tìm cách giải tỏa những căng thẳng mà mình đang gặp phải. Hãy ngồi lại cùng tâm sự, chia sẻ nhiều hơn về áp lực của bản thân cùng với nửa kia. Tử vi Quý Hợi 1983. Chính quan rọi sáng, tuổi Quý Hợi có nhiều cơ hội để khẳng định năng lực của mình. Bản mệnh cũng tự tìm được hướng đi mới, con đường phía trước thênh thang, rộng mở. Tuy nhiên, hung tinh xuất hiện trong tử vi tài lộc của Quý Hợi cảnh báo nguy cơ mất tiền, hao của có thể xảy ra. Con giáp này có thể dễ dàng cảm thấy lo lắng, bất an khi đầu tư quá nhiều tiền vào một chỗ. Bản mệnh được cấp trên đánh giá khá cao sau những thành công đạt được, song đó có thể là nguyên nhân khiến bạn bị những kẻ tiểu nhân ganh ghét. Trong thời gian này, bản mệnh chỉ cần mất cảnh giác sẽ có nguy cơ phải trả giá khi kẻ tiểu nhân luôn trực chờ, chỉ đợi bạn lộ ra sơ hở là sẽ nhảy vào chiếm chỗ. Ngoài ra, bạn cũng ham mê kiếm tiền nên có khi bùi tai nghe những lời dỗ ngon dỗ ngọt của kẻ xấu mà mất đi cảnh giác, nhẹ dạ cả tin, mất tiền chính là cái giá phải trả mà những người sinh năm Quý Hợi trong ngày này khó mà tránh được. Thứ tư, tử vi Ất Hợi 1995. Ngày này, thiên tài mang theo tin vui báo về đường tài lộc cho con giáp tuổi Ất Hợi. Bản mệnh có được nguồn thu nhập dồi dào từ phía ngay tay trái, ngoài ra cũng có rất nhiều cơ hội để chuyển hướng đi. Hãy tận dụng cơ hội tốt. Ngoài ra, bản mệnh nên chú ý không để sao nhãng công việc vì tình yêu, bản mệnh đắm chìm vào tình cảm mà quên đi nhiệm vụ cần hoàn thành. Nếu tập trung, có thể đôi đường thuận lợi, tình tiền viên mãn. Nhờ có tam hợp quý nhân dẫn dắt chỉ đường, cơ sắc này biết đâu là con đường đúng đắn để đi đến trái tim người bạn yêu thương. Ngoài ra, trong thời điểm này, người tuổi Hợi cần mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi vấn đề. Từ đó sẽ giúp cho công việc hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. Tuổi Ngọ. Xin chúc mừng tuổi Ngọ là con giáp may mắn. Tuổi Ngọ đi đâu cũng có người giúp đỡ, thuận lợi làm ăn. Với tuổi Ngọ thì ngày này là một ngày vui, dù bạn không thể đi chơi nhưng vẫn có thể tranh thủ những cơ hội cho mình. Xem tử vi tuổi Ngọ nhận thấy niềm vui của con giáp này rất đơn giản. Dù trước đó bạn luôn là người yêu tự do và cảm thấy cuồng chân khi phải ở nhà quá lâu. Chính vào thời điểm này, bạn nhận ra rằng mình hạnh phúc và may mắn khi có được tình yêu của đối phương. Trái tim nồng ấm sẽ giúp cho bản mệnh biết cách đáp trả thích hợp để tình yêu của hai người càng ngày càng thêm thăng hoa, rực rỡ.
đặc biệt đối với những người đã có gia đình, họ dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Ngoài ra, nguồn thu thứ tài mang đến cho bạn nhiều vận may, có người mang đến những cơ hội kinh doanh mới bằng online. Bản mệnh chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội của mình và kéo theo đó, tiền bạc sẽ thu về tay vô cùng nhiều. Thứ nhất, tử vi Bính Ngọ 1966. Người tuổi Bính Ngọ có vận trình công danh, sự nghiệp khá lý tưởng vào thời điểm này. Bản mệnh có thể đạt được nhiều bước tiến đi đến thành công. Nguyên lệnh lâm đức, lâm quan xuất hiện, cho nên mệnh chủ hãy tự tin tiến hành những kế hoạch trước đó, dám nghĩ, dám làm, chính là lời khuyên mà thầy Sa Cát muốn dành cho những người tuổi Bính Ngọ. Đừng e ngại thất bại, bởi sống trên đời, làm gì có ai chưa từng thất bại và sự khởi đầu nan. Đừng vội nản lòng, bỏ cuộc mà hãy phấn đấu, cố gắng hết sức mình. Có thể những chuyện tưởng chừng như không thể trong lúc này vẫn có cơ hội trở thành hiện thực. Thứ hai, Mậu Ngọ 1978. Xem tử vi cho thấy mặt tài lộc của bản mệnh đang khởi sắc rực rỡ, không chỉ có nguồn thu chính mà còn có cả những nguồn thu phụ. Bản mệnh không tới mức dư giả nhưng cũng đủ sung túc, không lo cơm ăn áo mặc. Bản mệnh hãy mạnh dạn mở rộng những lĩnh vực kinh doanh mới hoặc phát huy thêm nghề tay trái của mình. Bằng những nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, tài lộc đổ về túi. Xong làm gì cũng cần nhớ rằng cần chỉnh chu trong công việc, đừng ôm đồm quá, kẻo xôi hỏng, bỏng không. Thứ ba, tử vi tuổi Canh Ngọ 1990. Thiên ấn cho thấy bản mệnh cần phải phát huy sáng tạo của mình tốt hơn. Hãy rời khỏi lối suy nghĩ xáo rỗng, đi khỏi đường mòn. Những trắc trở trước đó bạn gặp trong công việc cũng có thể do điều này mà nên. Nếu cần sự giúp đỡ, hãy tìm đến trưởng bối và những người có kinh nghiệm để xin lời khuyên. Mọi nút thắt sẽ được tháo gỡ. Chính bản thân tuổi Canh Ngọ cũng sẽ ngạc nhiên chính khả năng của bản thân mình. Chuyện mua sắm, tiêu tiền đi du lịch đều cần phải cân nhắc thật kỹ càng. Kể cả khi tiền bạc dư giả thì cũng phải có kế hoạch tiết kiệm, chứ không phải bóc ngắn, cắn dài. Tiêu hết tiền mình có trong tay thì chẳng mấy mà vay mượn, nợ nần. Vậy nên trong thời điểm này, người tuổi Ngọ hãy cố gắng tận dụng cơ hội, từ đó tạo ra những bước đệm phát triển trong thời điểm tiếp theo trong năm. Bên cạnh đó, bản mệnh cần mang theo bên mình pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn và kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập xung quanh. Từ đó, pháp khí sẽ tăng cường vận khí, may mắn và chiêu tài lộc. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong năm Tân Sửu. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!